Camera an ninh đã ghi lại một vụ cướp giật điện thoại táo tợn xảy ra giữa ban ngày trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi người phụ nữ 65 tuổi này rẽ vào hẻm, bà không để ý rằng phía sau lưng có hai thanh niên đang chạy xe máy bám theo. Như mọi ngày, bà dừng xe trước cổng để gọi con xuống mở cửa. Lúc này, hai thanh niên đã quay xe để tiện bề chạy thoát. Để đánh lạc hướng người phụ nữ, hai thanh niên vừa hỏi chuyện tìm một người tên Linh. Tất nhiên là không có người nào tên Linh cả. Đây chỉ là một phần trong kịch bản dàn cảnh cướp giật. Cũng nhiệt tình trả lời giúp hai thanh niên tìm người. Tuy nhiên, người phụ nữ không hề biết rằng bà sắp trở thành nạn nhân của một vụ cướp giật ngay trước cổng nhà mình. Trong lúc bà lấy điện thoại ra gọi cho con xuống mở cửa, thì thanh niên ngồi sau xe máy đã nhanh chân áp sát, giật phát chiếc điện thoại của bà rồi nhảy lên xe chạy thoát. Diễn biến vụ việc xảy ra quá nhanh khiến người phụ nữ chỉ biết ú ớ, không kịp chi hô bắt cướp. Bà đứng sững sờ ngay trước cổng nhà mình nhìn hai tên cướp dần chạy khuất. Ngày 24 tháng 5 năm 2021, phóng viên báo Thanh Niên đã đến hiện trường để tìm hiểu vụ việc. Theo đó, thời điểm bị cướp điện thoại, nạn nhân đang trên đường mua đồ ăn chưa về nhà. Chiếc điện thoại bị mất là Samsung A11. Mẹ em đang cầm, có nghĩa là đi vừa về đây thì dịch chống xe ở đây. Em bắt đầu định tính là cầm cái điện thoại gọi cho em để em xuống mở cửa. Thì đang cách tay cầm điện thoại thì đang nhìn vô cái lỗ cửa đây nè để coi là em ngủ chưa, em có ngồi dưới không để kêu mở cửa. Thì đang cầm, đang nhìn cái lỗ đó là nó đứng sau này, nó giật chạy luôn. Thì em đang chuẩn bị bước xuống nhà luôn, thì sẵn tiện đang cầm điện thoại em tay thì em cầm điện thoại em đang coi camera trực tiếp luôn. Thì là em vừa thấy là mẹ em đứng đây nói chuyện với hai người nào, đang nói chuyện với ai. Là em vừa nhìn vô được cái điện thoại khoảng được độ tầm chưa được một phút đâu, là em thấy là nó chụp cái nó chạy là em biết là giật cái gì rồi. Và em chạy xuống em hỏi là nó giật cái gì vậy. Mẹ em nói là cái điện thoại đó là đi xuống như là nó giật là đúng là 12 giờ 4 phút là giật đó. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân không trình báo với công an, người nhà nạn nhân chỉ đăng đoạn phim quay vụ cướp giật trên mạng xã hội để người dân cảnh giác.